nhan sắc nữ thần bóng đá Nhật Bản. Yuruho Shiokoshi được nhiều người gọi là nữ thần bóng đá Nhật Bản nhờ ngoại hình xinh, không kém mỹ nhân showbiz. Yuruho Shiokoshi đang là gương mặt thu hút nhiều sự chú ý nhất tại vòng bảng AFC Women Champions League ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô ghi 4 bàn thắng cho Urawa Red Diamond trong 2 trận đầu tiên của giải, trong đó có hat-trick góp phần giúp đại diện Nhật Bản thắng Odisha, Ấn Độ 17-0 ở lượt trận ra quân. Yuruho Shiokoshi là tâm điểm chú ý nhờ gương mặt xinh xắn, nước da trắng hồng không thua kém các hot girl, mỹ nhân showbiz. Yuruho Shiokoshi sinh ngày 1 tháng 11 năm 1997 tại Saitama, Nhật Bản. Cô trưởng thành từ lò đào tạo của Urawa Red và được đôn lên đội 1 của câu lạc bộ này năm 2016. Yuruho từng cùng U20 nữ Nhật Bản giành huy chương đồng giải U20 thế giới năm 2016. Cô góp mặt trong thành phần đội tuyển quốc gia Nhật Bản tham dự Olympic Tokyo năm 2021. Hiện tại, Yuruho đã có 5 trận đấu cho đội tuyển quốc gia, ghi được 2 bàn thắng. Yuruho cao 1,66m, vóc dáng cân đối. Ngoài đời, cô có phong cách ăn mặc trẻ trung, năng động. Yuruho thường xuyên chia sẻ về công việc và cuộc sống trên trang cá nhân. Cô hiện có hơn 57.000 người theo dõi trên Instagram. Thời gian rảnh, Yuruho Shiokoshi thích đi chơi, tụ tập bạn bè và chụp ảnh kỷ niệm. Nhờ ngoại hình xinh xắn và có nhiều người hâm mộ, tiền vệ của Urawa Red được nhiều nhãn hàng mời hợp tác. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.